Xin mến chào quý vị và các bạn. Vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong video clip mới nhất của mình. Hôm nay mình đi đến điểm bán cây kiểng của anh Dũng ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Rồi chào anh Dũng ơi. Dạ, chào anh em ha. Hôm nay mình có về là 9 phôi mai với một phôi nguyệt quế, nó đã sống khỏe rồi nha anh em. Mình muốn giao lưu cùng anh em cả nước ha. Rồi cụ thể địa chỉ mình lại cụ thể địa chỉ mình là ở phường Thuận Hưng, Thốt Nốt ha. Rồi. Số điện thoại của mình là 0981117055. Số Zalo mình luôn đó nghe anh em. Rồi anh em có gì ủng hộ mình. Có gì anh có trả lời tin nhắn được không anh? Dạ được, bất cứ cái tin nhắn hay là điện cuộc gọi nhỡ gì đó em sẽ trả lời. Trên mấy cái bình luận đồ anh có vô anh coi anh trả lời dạ, không? Dạ dạ không. Cái đó không được phải không? Dạ dạ. Anh trên cái YouTube thì anh chỉ nghe điện thoại thôi phải không? Dạ dạ dạ. Đúng, không có vô đó. Không có vô đó. Rồi. Rồi mình giao lưu với anh em là cũng như là chính là phôi mai này là nói chung là của một cái ông lão là cũng gần 80 tuổi rồi nha. Ông chơi cây này là quá già rồi, ông nói là trên 40 năm rồi. Rồi. Cây này nó nhỏ nhưng mà cái đống đế nó lớn. Cây từ dưới đi lên đây này. Từ dưới đi lên ha. Rồi. Mình cho cái hoành màu. Cái hoành bầu của nó cũng như là cái cũ nó hết cái bầu luôn nha anh em. Mét rưỡi không? 1.5 m à. Rồi 1.5 m. Mét rưỡi đây. Rồi cái cũ đặc của nó trên này là. Cũ đặc của nó là 124. Rồi, hoành thân. Hoành thân của nó là nghe chân vị trí này nha anh em. 33. 33. Rồi. Chiều cao ha. Dạ. Cây này chỉ cần điều băng anh em một mùa một à. Nào chiều chơi. Cao nó là 109. Rồi anh quay vòng đi. Cây này Tết là chơi được anh em ơi. Nổi không? Nổi. Tết có bông luôn. Quay vòng cho cái chi cành đi. Rồi báo giá lên. Báo giá thì chậm rồi. Vừa báo giá. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 12 triệu nha. Vận chuyển sao anh ơi? Vận chuyển em bao toàn quốc. Cây này là quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi. Nói chung nó già mà nó đẹp nữa. Rồi. Cây số 2. Rồi cây số 2 nha anh em. Lấy cái ấy chìm, lấy cái miếng mỏng mỏng. Kề dưới giò của anh ấy kìa. Cây số 2. Rồi. Rồi cây số 2 nha anh em. Rồi từ xa cho chiều cao chứ kìa. 1.5 m không? Cỡ chừng 6. Rồi 1.6 m đi. 6. Với cành đều nha anh em. Rồi quay vòng đi anh. Rồi cây số 2. Quay nhanh tí. Để nó hơi nghiêng rồi. Rồi, chạy đi. Số 2 nha anh em. Quay đi quay. Đấy cũng như đế lung vậy. Quá trời cái đế. Mai này anh có biết mặt bông gì không? Dạ mai này là 79 nha anh em. Về anh em khỏi ghép. Rồi, ghép uổng lắm. Bông đẹp ha. Bông đẹp. Toàn bộ cái lô mai này là 79 không nha anh em. Vòng nữa đi. Đóng đế hết hồng rồi đóng đế. Rồi. Như đế cũ không á. Rồi muốn đo gì đo đi. Rồi em đo cái đo rồi đó. Hoành bầu nữa ha. Cái hoành bầu nó cỡ là 1.6 m. Rồi. Rồi cái cũ ở trên này ha. Cái cũ ở trên này là 127. Rồi. Để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân nó là 31. Rồi. Và chi cành đều. Rồi quay vòng đế cái nữa coi. Quá trời cái đống đế này. Rồi. Rồi em giao lưu với anh em là phôi số 2 này là 15 triệu nha. 15 triệu. Dạ dạ. Còn là cây là đáng sưu tầm không nghe anh em. Rồi đổi cây. Đổi cây. 50 rễ chả. Đừng để đây. Chán mà sao đứng. Rồi lên cây đi rồi lôi đi. Rồi tiếp tục là phôi số 3 nghe anh em. Lăn rồi. Rồi số 3. Rồi phôi số 3. Cái cây này thì nó hơi non chứ nó không có được như mấy cây kia. Cây này nó không trồng sau là ổng dời cái nó bị tét da.
nó bị tét mấy cái da, nhưng mà nó liền hết trơn nha anh em, nó bị dợp da thôi, liền hết đây nè. Rồi em đo cái đống đế này coi, cái đống đế này dữ lắm mà. Đó sao đó, đó đừng kính đừng ăn được rồi. Đừng ngang ha. Ờ cái đó chạc rồi. Đó ngang nó là 67. 67. Rồi hoành thân. Hoành thân nó là 31. 31. Rồi. Cao. Này chi cành luôn nha anh em, lùng lực nha. Cao nó là 57. Rồi, 57. Có lẽ hai cái miếng da hai chỗ. Da da đây nè. Rồi anh quay đi. Nó liền à. Cái này như nó bị dập da thôi nhưng mà nó liền rồi. Rồi, giá. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 3 triệu. 3 triệu bao ship toàn quốc. À. Rồi, số điện thoại cho anh tiêu đề nha quý vị. Phía sau cái tiêu đề đó. Tiếp theo là cây số 4. Tiếp theo là cây số 4 em, chi cành đầy đủ hết trơn nha em. Mới nói chung là mấy cây này là chi cành đầy đủ hết. Mà chơi mùa 1 à, Tết có bông à. Rồi sẵn anh báo chiều cao giùm em luôn đi. Chiều cao nó là 122. Thân lượng lắc ha. Dạ, thân lượng lắc, chi nhánh bự. Xây đi, xây vòng nó đi, xây chậm hoài. Cái này là cây thú nha anh em. Nào, chuyên lương cực. Lai thú còn cái đuôi dập nữa đi. Rồi đó, con to gì đó rồi, coi con thú nè. Vậy con thú đặc của nó là 60. Rồi Quỳnh Thanh nói vị trí này là 27 nha anh em. Chiều cao nãy rồi anh. Rồi con thú này em giao lưu với anh em là 4 triệu nha. Rồi cây số 4. Cây số 4. 4 triệu. Rồi qua đây. Rồi cây số 4, 4 triệu. Chạy qua đi anh. Chạy qua. Rồi. Tiếp tục. Rồi tiếp tục là pho số 5 nha anh em. Rồi pho số 5 là cây này lùng lực. Đóng đế luôn, chi cành đều. Nói chung là cái đám cây này về là mùa 1 là chơi nha anh em. Rồi cho chiều cao trước nha. Chiều cao nó là 88. Cao 88. Rồi quay chậm đi, cứ quay đi. Nhà kêu ngừng. Ở đó cái này là cái rễ của ổng, nó lòi ra hay gì ổng cắt nè, giờ nó liền hết trơn nè nha anh em. Để luôn. Để sống, như rễ sống luôn. Sống luôn. Rồi. Rồi. Làm cái tử luôn. Rồi, đó gì đó dưới đó đó. Em đo cái củ đặc của nó nha anh em. Củ đặc của nó là 106. Rồi. Hoành thân của nó là ở vị trí này nha. 27. 27. Rồi. Dạ, quay đi. Rồi, vừa quay vừa báo giá. Rồi em giao lưu với anh em cây này là 5 triệu nha. 5 triệu, cây số 5 hả? Dạ, cây số 5 bao bông đẹp nha anh em. Rồi, cây số 4, 4 triệu, cây số 5, 5 triệu. Rồi, cây số 6, 6 triệu hả? Cây số 6, khỏe hơn. Rồi, tiếp tục. Cây số 6. Rồi, tiếp tục là phôi số 6 nha anh em. Này cũng có cái cũ. Rồi số 6. Mai vàng hết á anh. Mai vàng hết. Cái nào có bông giả báo nha. Dạ. Này em đo chiều cao nó là 102. Rồi, cao 102. Cái này nói chung người ta chơi ổng chơi rồi ổng cắt, ổng lấy chi rồi nè, em đều băng hết trơn. Rồi quay đi, quay vòng. Cây nào cũng có cái cũ hết trơn nha anh em. Này hàng này là hàng đáng sưu tầm á. Đây giờ nha bà con. Rồi. Rồi em đo cái hoành nó trước cái ha. Em đo cái hoành của nó. Hai mươi bảy. Tám. Bảy đi. Rồi đừng kính bầu ngang nha anh em. Kính bầu ngang là tất nhiên là
cái mấy cái cây này là nói chung là đế hết cái bầu nha anh em. 56. 56. Cái củ này chắc cũng lớn nè, củ tròn. Củ tròn này 41. Hàng này là nó già như trái cà rồi. Quá trời nó già luôn. Rồi. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 4 triệu ra. Rồi, chú sao 4 triệu thôi, trả về 4 triệu lại. Rồi. Rồi tiếp tục là có ba cái phôi mini này cũng được lắm nha anh em. Cũng đáng sưu tầm lắm. Đây này cái cũ. Cũ nữa nè. Đất cũ. Quá trời liền. Rồi, thông số đi. Chiều cao nữa ha. Chiều cao nó là 49. Rồi, 49. Cái sỏm của nó là 25. Cái hoành thân của nó là 21. Rồi, chỗ dưới cái này đó. Cái bụng bầu của nó là nó đặt luôn nha anh. Cái bầu đó đâu rồi mà. Đâu chưa? Chưa. Cái đặt nó là 82. Rồi đo ngay cái eo á. Cái eo này ha. Cái eo này là 31 nha anh em. 31 rồi. Ừ, hồi đó có cái nhánh nè. Cái nhánh nó ổng cưa rồi bây giờ về em làm lại nó chỉ sành đá cho nghe anh em. Nè nó cuốn quá trời xa nè. Rồi rồi. Bằng ngón tay cái mà ngón tay út rồi ngón tay chỏ à. Cây này dán thú nha anh em. Rồi. Rồi em giao lưu cây này là 3 triệu rưỡi nha anh em. 3 triệu rưỡi. À. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Đổi cây. Rồi, cái này cũng cây mini lùng lực nha anh em. Cây này cái đế cũng đều. Rồi, chiều cao ha. Cao đi. Chiều cao của nó là 51. Cao 51, chi cành có màu chơi. Chi cành có màu chơi, mùa 1 à. Giá mềm phải không? Dạ, hoành của nó là 24. Rồi. Bề ngang đế của nó là 31. Quay. Rồi em giao lưu con này phôi số mấy em? Đâu có gì đâu, số còn mấy phôi, bữa nay 10 phôi phải không? Bữa nay 10 phôi. 9 rồi, số này số 8. Số này số 8 hả anh em? Số này số con thú này số 7. Rồi cây này nhiêu? Rồi cây này là 1 triệu 8 anh ơi. 1 triệu 8 bao ship toàn quốc ha. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Kéo xích ra phía sau rồi xe đi kìa. Số 8. Cây này là cây số 9 nha anh em. Đây đường cùng rồi. 9. Rồi số 9 có dáng bay. Rồi. Em đo cái thông số đi ha. Hoành của nó là 25. 25. Cái bay của nó là 42. 42 rồi cao. Cao của nó là 40. 40. Cũng đế đặt của nó là nói chung là đế đặt luôn nha anh em là 77. Rồi quay vòng đế nè. Cái này nó muốn chảy xù nha anh em. Cái bay nó muốn chảy xù lên xù cục. Rồi cây số 9 này em giao lưu với anh em là 3 triệu 8. 3 triệu 8. Bao ship toàn quốc. Dạ em bao ship toàn quốc luôn. Rồi số điện thoại trên tiêu đề. Tiếp tục cây cuối cùng là. Cây cuối cùng là cây nguyệt quế nha anh em. Nguyệt quế số 10. Cây số 10. Cây này nói chung là đợt rồi mà cắt không có dính thở đó. Anh em sợ đó bây giờ nó bắn quá trời nó bắn rồi nè. Em giao lưu lại. Rồi. Dẹt cái bầu này. Rồi quay đi. Rồi nó ra quá trời ra nè. Rồi thì, da trắng lá nhỏ nha anh em. Rồi em đo lại cái hoành nó ha. Hoành thân của nó là 47. 47. Cao. Chiều cao của nó là 87. Cao 87. Hoành bầu nó ngang là 51. Rồi quay vòng đi.
này này nó búng gà búng dạ, nó búng rồi nè anh nè quá khoan này là tự nó đó hả? Tự nó đó của nó đó còn này nè. Ghép thêm cái này ghép thêm hỗ trợ cho nó khỏe chợ không nè nó bắn từ lên cho nè rồi vậy là cây này vậy là khỏe dạ, đó. Khỏe rồi 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 cây này em giao lưu với anh em là 3,7 triệu nha 3,7 triệu rồi bao ship em bao ship toàn quốc luôn rồi hết ha dạ hết là cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua là ủng hộ mình nha. Nói chung cái đợt mai này về mình về có 9 cây nhưng mà hàng cũng đáng sưu tầm lắm nha anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em nhiều mạnh khỏe. Rồi chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video lần sau.